Đây là bản tin tổng hợp trong ngày của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do trên kênh YouTube o về tiếng Việt. Trần Như xin kính chào quý khán thính giả. Chương trình của chúng tôi hôm nay gồm có những phần tin và thật sự đáng chú ý sau đây. Tổ chức theo dõi nhân quyền gửi thư ngỏ đến các đại biểu Quốc hội Việt Nam về quan ngại đối với vấn đề nhân quyền trong luật an ninh mạng. Quốc hội khóa 14 sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định luật đặc khu vào thời điểm thích hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế. Dư nợ công của Việt Nam năm 2018 ước tính đạt 3,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2017. Bình quân mỗi người Việt Nam hiện tại phải gánh hơn 34 triệu đồng. Trong phần lịch sử chúng tôi sẽ có bài liên quan đến việc bỏ sổ hộ khẩu. Liệu đây có phải là việc làm hợp lòng dân? Bộ ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. tổ chức theo dõi nhân quyền Amnesty International vào ngày 22 tháng 10 gửi thư ngỏ đến các đại biểu Quốc hội Việt Nam về quan ngại đối với vấn đề nhân quyền trong luật an ninh mạng của Việt Nam. Theo thư của ân xã quốc tế, thì luật an ninh mạng không tuân thủ luật pháp quốc tế và chính hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Ấn xã quốc tế chỉ rõ là Điều 8 đưa ra các hành vi là hoạt động như xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, Phát tán thông tin gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội. Từ ngữ như thế là mơ hồ và giới chức trách được trao thẩm quyền quá mức và tùy tiện để có thể quyết định những gì cấu thành nên hành vi bị cấm. Ngoài ra thì điều 16 đưa ra một định nghĩa quá rộng về những gì cấu thành hành vi bị cho là tuyên truyền chống nhà nước, gồm xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. Theo đó, thì điều khoản này không đủ chính xác để một cá nhân có thể điều chỉnh hành vi của bản thân. Theo quan ngại của ân sát quốc tế, thì dự thảo nghị định hướng dẫn luật an ninh mạng của Việt Nam sẽ còn áp đặt thêm những hạn chế nữa đối với tự do mạng và có thể ảnh hưởng đáng sợ đến nhân quyền khi truy cập vào trang mạng Internet tại Việt Nam. Thống kê của ân sát quốc tế cho thấy hiện nay có hơn 60 triệu trên tổng số dân chừng 96 triệu người tại Việt Nam sử dụng Internet. Việt Nam là một thành viên của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, nên có nghĩa vụ pháp lý phải bảo đảm quyền tự do biểu đạt, quyền riêng tư cả trên mạng lẫn ngoài đời thực. Sáng 22 tháng 10, trong phiên họp chủ bị trước khi khai mạc kỳ họp thứ 6 của hội khóa 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định luật đặc khu vào thời điểm thích hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo đảm quyền và lợi ích của nhà nước, nhân dân và xã hội. Luật đặc khu và tên gọi vắn tắt của luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã vấp phải phản đối của người dân từ khi được trình làng tại Quốc hội hồi tháng 6 năm 2018. Ngày 9 tháng 6 năm 2018, thì Văn phòng Chính phủ bất ngờ ra thông báo quyết định lùi dự thảo luật đặc khu đến kỳ họp kế tiếp vào tháng 10 Ngày 11 tháng 6, thì Quốc hội đã bỏ phiếu lùi thời gian xem xét thông qua dự luật này. Tuy nhiên, ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, người dân vẫn xuống đường phản đối, dẫn đến hàng chục người dân bị bắt giữ, bị xử với các án tù khác nhau. Ngoài ra, thì thời hạn thuê đất lên đến 99 năm đối với các trường hợp đặc biệt cũng là một điểm bị người dân phản đối. Tuy nhiên, thì sau đó điều này đã bị xem xét lại trong dự thảo. Dư nợ công của Việt Nam năm 2018 ước tính đạt 3,4 triệu tỷ đồng tăng hơn so với năm 2017, tức là 3,1 triệu tỷ đồng. Và như vậy thì hiện nay bình quân mỗi người Việt gánh hơn 34 triệu đồng. Đó là số liệu được ông Nguyễn Đức Hải, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách đưa ra trong phiên báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 diễn ra hôm 22 tháng 10 tại Hà Nội. Trích nhận định của Ủy ban Tài chính Ngân sách Việt Nam cho rằng tỷ lệ nợ công so với tổng thu nhập GDP có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Số liệu được báo cáo đưa ra cho thấy tỷ lệ nợ công so với GDP giảm qua các năm 2017, 2018 và 2019 lần lượt là 62,6%, 61,4% và dự kiến là 61,3%. Tuy nhiên thì nợ chính phủ và các nợ nước ngoài của quốc gia lại tăng, đặc biệt là nợ nước ngoài đã tăng dần tới trần cho phép đó là 50% GDP. Ngoài ra thì số vay để trả nợ gốc hàng năm được nói là có xu hướng tăng nhanh. Về cân đối ngân sách thì Ủy ban Tài chính Ngân sách cho biết là chính phủ dự ước bộ chi ngân sách nhà nước bằng dự toán năm 2018, dự kiến bộ chi ngân sách năm 2019 khoảng 3,6% GDP, giảm 0,1% so với 2018. Chính phủ Việt Nam nói là sẽ kiên quyết ưu tiên giảm bộ chi theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Báo cáo của Bộ Tài chính sáng 22 tháng 10 cũng cho biết các khoản thu ngân sách từ 3 khu vực kinh tế chính của Việt Nam đều không đạt chỉ tiêu. Khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 4.900 tỷ đồng, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 33.600 tỷ đồng, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm 4.850 tỷ đồng. Tổng thu cả nước năm 2018 được công bố đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, chi thường xuyên chiếm gần 989.000 tỷ đồng tức là 72,8%, chi trả nợ lãi là 112,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,3%. Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhận định là tổng thu ngân sách nhà nước vượt dự toán nhưng chưa thật sự bền vững và làm rõ vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương. Ủy ban kinh tế của Quốc hội đề nghị chính phủ chấn chỉnh xử lý các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, nhất là tại các thành phố lớn. Đề nghị được Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội ông Vũ Hồng Thanh đưa ra. Tình hình kinh tế xã hội nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện, đúng hướng và cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát đã đề ra. Theo đó thì chính sách cần chỉ đạo ra soát lại toàn bộ hệ thống quy hoạch và xây dựng hệ thống quy hoạch quốc gia quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ. Bên cạnh đó thì cần kiểm soát chặt chẽ việc phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tránh lợi ích nhóm nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai. Cũng tin liên quan đất đai thì cùng ngày 22 tháng 10 thì bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng phòng thanh tra thành phố Hà Nội công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất rừng tại huyện Sóc Sơn, đồng thời làm rõ quá trình thực hiện kết luận thanh tra chính phủ đã được công bố từ năm 2006. Thời gian thanh tra là 45 ngày. Trước đây, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã nhiều lần gửi văn bản chỉ đạo xử lý sau thanh tra đến Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn, nhưng nơi đây giải quyết rất chậm nên tiếp tục để xảy ra các vi phạm vụ việc vi phạm xây dựng nhà biệt thự trên đất rừng phòng hộ tại sóc sơn được nhắc đến nhiều sau vụ nữ ca sĩ mỹ linh lên tiếng đồng thuận kế hoạch xây dựng nhà hát giao hưởng tại thủ thiêm nơi cơ quan chức năng bị kết luận là có sai phạm khi tiến hành cưỡng chế lấy nhà đất của dân Ông Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra việc nhận 13 triệu Mỹ Kim từ ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á. Theo điều tra của Công an, trong quá trình điều tra vụ án thì đã thu giữ 5 tờ giấy viết tay của ông Đỗ Thanh Hùng, thủ quỹ của Hội Sở Ngân hàng Đông Á, ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc. Cụ thể, những giấy viết tay này thể hiện trong hơn 2 năm, ông Hùng đã xuất chi tổng cộng gần 295 tỷ đồng để mua 13,9 triệu mít kim cho ông Trần Phương Bình. Theo cơ quan truy tố, Vũ Nhôm phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền này cho ông Bình để trả cho Ngân hàng Đông Á. Cũng trong ngày 22 tháng 10, thì tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa thứ 14, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lên tiếng về biện pháp điều tra truy tố xét xử các vụ án phức tạp nhất như là vụ đánh bạc trên Internet, vụ Vũ Nhôm, Út Trọc. Theo ông Phúc thì việc điều tra các vụ án này giúp thu hồi số lượng tiền tài sản lớn về cho nhà nước. Thưa quý vị, ông Đinh Ngọc Hệ tức là Út Trọng là cựu thượng tá quân đội, cựu phó tổng giám đốc công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng bị nhà cầm quyền Việt Nam tuyên phạt 10 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 2 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả trong phiên tòa hồi tháng 7 năm 2018. Thưa quý vị, chiều 22 tháng 10 Quốc hội Việt Nam đã đưa ra tờ trình dự kiến nhân sự để ngày 23 tháng 10 tiến hành bầu cử chủ tịch nước. Theo đó thì nhân vật được giới thiệu chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này khớp với chuyện diễn ra vào ngày 3 tháng 10 khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8 được cho biết là 100% đồng ý giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng kiêm chức chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời vào ngày 21 tháng 9 vừa qua. Theo chương trình này thì 23 tháng 10 tới đây sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước và vào chiều cùng ngày thì vị tân chủ tịch nước Việt Nam sẽ có bài phát biểu. Tuy nhiên thì từ hôm 18 tháng 10 đã có 85 người dân trong đó có nhiều đảng viên cộng sản đã gửi thư chung tới Quốc hội yêu cầu ứng viên chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cần công bố chương trình hành động và phải công khai tài sản trước khi Quốc hội bỏ phiếu. Lý do là để các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước có đủ thông tin trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra. Yêu cầu của 85 cử tri này không phải là gây khó cho ứng viên chủ tịch nước vì chính Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây cũng đã ban hành quyết định 99 QD uh, uh, Trung ương yêu cầu đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải công khai bản kê khai tài sản trên Internet và các phương tiện thông tin đại chúng để báo chí nhân dân giám sát. Hơn nữa, thì theo Điều 35 luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân 2015, Bản kê khai của ứng viên Nguyễn Phú Trọng đã được nộp cho các cơ quan tổ chức bầu cử, nghĩa là đã có sẵn. Đây là lần thứ hai các cử tri yêu cầu ông Trọng, người được xem là dẫn đầu trong chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam, phải công khai tài sản. Thưa quý vị, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông vừa bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam xóa tư cách Bộ trưởng nhiệm kỳ 2011-2016. Tại hội nghị trung ương lần thứ 8 vào đầu tháng 10 vừa qua, thì Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã kỷ luật ông này với hình thức là cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 và Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016. Người kế tiếp ông Nguyễn Bắc Son trong cương vị Bộ trưởng Thông tin Truyền thông là Trương Minh Tuấn cũng bị kỷ luật trong vụ Mobifone. Quyền Bộ trưởng Thông tin Truyền thông hiện nay đó là ông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ chính thức được Quốc hội Việt Nam bổ nhiệm ngay trong những ngày đầu kỳ họp thứ 6 bắt đầu diễn ra ở Hà Nội ngày hôm nay. Trong 3 tháng của quý 3 năm nay, thì Công an Việt Nam đã triệt phá hơn 600 băng nhóm tội phạm, bắt giữ xử lý hơn 1.900 vụ và vận động đầu thú hơn 1.100 đối tượng truy nã. Đây là thông tin được Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đưa ra tại hội nghị giao ban công tác quý 3 2018 về việc chấn áp các loại tội phạm hình sự, biện pháp phòng ngừa tội phạm và hiệu quả điều tra khám phá các vụ án hôm 20 tháng 10. Dẫn lời phát biểu, Đại tá Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, trong quý 3 2018, Cảnh sát Hình sự đã bắt hơn 9.000 đối tượng cờ bạc. Bộ Công an yêu cầu có cơ quan địa phương chuẩn bị phương án chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh từ đây cho đến cuối năm và đặc biệt là vào dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán 2019 sắp tới. Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Hòa Bình diện kiến với Đức Giáo Hoàng Francisco và Thư ký Tòa Thánh Vatican Hồng Y Cardinal Petro Parolin vào hôm 20 tháng 10. Chuyến thăm này và làm việc này của Phái đoàn Việt Nam đến Vatican với mục đích là nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Vatican. Tại cuộc họp, thì Phó Thủ tướng Trung Hải Bình cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho người dân, cung cấp các điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động phù hợp với điều lệ và quy chế của các tổ chức tôn giáo phù hợp với quy định của pháp luật. Ông Trung Hải Bình nói thêm rằng là Việt Nam hy vọng tòa thánh Vatican sẽ hướng dẫn giáo hội Công giáo Việt Nam và cộng đồng Công giáo Việt Nam theo giáo lý của Đức Giáo Hoàng và Việt Nam sẵn sàng làm việc với Vatican để tăng cường mối quan hệ giữa đôi bên. Đức Giáo hoàng Francisco hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng Trung Hòa Bình, mô tả đây là một bước phát triển mới uh, quan trọng giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Vatican. Quan hệ giữa Vatican và Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây sau nhiều năm gián đoạn kể từ sau cuộc chiến tranh Việt Nam hai bên bắt đầu thiết lập một nhóm làm việc chung từ năm 2009 với mục đích là hướng tới thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức trong tương lai năm 2011 thì Việt Nam đã đồng ý để tòa thánh bổ nhiệm một vị đại diện không thường trú tại Việt Nam đại diện tòa thánh cũng đã được phép đến thăm các giáo phận tại Việt Nam tuy nhiên thì giữa cộng đồng Công giáo Việt Nam và chính quyền vẫn còn tồn tại một số vấn đề chủ yếu liên quan đến những tranh chấp đất đai nhà thờ những vùng đất đã bị chính quyền mượn của giáo hội nhưng sau này từ chối trả lại. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đại Ai Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đại Á Châu Tự Do tại facebook.com gạch chéo RFA Việt Nam. Quý khách thính giả vẫn đang theo dõi tin tức thời sự của Ban Vĩnh Ngữ Đại Á Châu Tự Do trên kênh YouTube RFA Tiếng Việt. Mong quý vị chia sẻ với và giới thiệu chương trình chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Trong phần thực sự hôm nay thưa quý vị, hiện nay thì Bộ Công an đang lấy ý kiến về lựa chọn quản lý dân cư bằng số hộ khẩu hay qua mã số định danh cá nhân. Và theo thống kê của Bộ Công an thì nếu bỏ hộ khẩu giấy sẽ tiết kiệm khoảng 1.600 tỷ đồng cho mỗi năm. Chị thì Thi có tìm hiểu về vấn đề này thì xin mời chị Diễm Thi. Rồi, cảm ơn Trang Như. Thưa quý vị, hộ khẩu là một hình thức quản lý người dân mà được chính phủ áp dụng trên toàn đất nước Việt Nam kể từ sau 30 tháng 4 năm 1975 sổ hộ khẩu thì do cơ quan công an cấp và cuốn sổ này liên quan đến hầu như là mọi lĩnh vực cuộc sống của người dân từ chuyện ăn ở, học hành cho đến chuyện kết hôn. Chúng tôi có hỏi ý kiến một số người dân trong nước về kinh nghiệm thực tế của họ liên quan đến cái hộ khẩu này. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. À, bao nhiêu năm qua hộ khẩu gây phiền phức cho gia đình là các con cái đi học cũng đòi hộ khẩu, làm sổ đỏ cũng có đòi hộ khẩu. À, cứ nói chung là rất phiền phức ạ. À tức là tất cả đều cái gì đều phải mang hộ khẩu hết kể cả từ, đi mua như trước là đi mua 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 bảo hiểm tự nguyện nhá cũng phải có hộ khẩu đấy và coi như kể cả coi như là làm sổ đỏ tức là bất cứ đều phải có hộ khẩu và chứng minh hết đấy tức là đều phải hai cái đi kèm một cái ví dụ cụ thể liên quan giữa cái hộ khẩu và việc học hành là thông báo mới nhất của trường đại học y khoa phạm ngọc thạch theo đó thì trong năm học 2018-2019, sinh viên ở các tỉnh thành khác thì phải đóng mức phí cao hơn gấp đôi so với sinh viên có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này thì thật ra cũng tương tự như một số trường cao đẳng ở Mỹ, sinh viên thường trú tại tiểu bang thì đóng học phí thấp hơn sinh viên từ tiểu bang khác đến. Với những cái rắc rối mà hộ khẩu gây ra cho người dân suốt mấy chục năm qua, thì đã có không ít ý kiến cho rằng là cần phải bỏ chế độ hộ khẩu. À, bỏ hộ khẩu đi được là tôi rất ủng hộ. Bỏ hộ khẩu. Nói chung là cái bỏ hộ khẩu của chính phủ là là đúng vì nó là hộ khẩu có nhiều cái rắc rối lắm đi đâu bây giờ hộ khẩu này trình bày này rồi cái gì cũng bảo giữa hộ khẩu ra trong khi đó có căn cước rồi có chứng minh thư rồi có hộ chiếu rồi thì cái hộ khẩu tôi thấy theo tôi thì nên bỏ thật ra cái chuyện bỏ hộ khẩu thì đã từng được các cấp chính quyền đề cập đến Cụ thể là ngày 30 tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký nghị quyết 112 trên NDCP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chánh, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Trong đó thì có điều khoản bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân. Một tuần sau đó, thì Bộ trưởng Công an Thượng tướng Tô Lâm đã xác nhận với báo chí trong nước về việc chính phủ quyết định bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư và thay bằng việc quản lý qua mã số định danh cá nhân. Và tại cuộc họp báo của Bộ Công an hôm 7 tháng 11 năm 2017 thì Trung tướng Trần Văn Huệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã phát biểu rằng không có chuyện bỏ sổ hộ khẩu mà là thay đổi quản lý bằng công nghệ thông tin. Ngày 17 tháng 10 năm 2018 vừa qua, thì Bộ Công an đã công bố dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án luật cư trú sửa đổi để lấy ý kiến đóng góp trong 2 tháng. Bộ Công an đưa ra hai phương án, hoặc là giữ nguyên hình thức quản lý hộ khẩu như hiện nay, hoặc là bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu mà thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhận xét về việc này, cựu đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang người từng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công an và am hiểu về các thủ tục hành chánh mà ngành công an đưa ra, nói với AfE rằng đây là điều hợp lòng dân. Vấn đề bỏ hộ khẩu là bỏ cái hình thức quản lý cũ kỹ từ trên một nửa thế kỷ nay chuyển sang một hình thức quản lý mới bằng cái mã số của công dân ấy, phải nói là hợp lòng dân. Đơn giản hóa thủ tục hành chánh là điều mà nhiều người dân trong nước mong đợi bấy lâu nay. Và nhiều người từng có kinh nghiệm khi mà phải đến các cơ quan công quyền và đi đến kết luận hành là chính. Bởi vì họ phải đi lại rất là nhiều lần mới có được con dấu, chữ ký để mà hoàn tất thủ tục nào đó. Riêng cái cuốn sổ hộ khẩu cũng là một nỗi ám ảnh là vì nếu mà lỡ mất đi thì là sẽ dẫn đến biết bao nhiêu hệ lụy cho cuộc sống. Đối với nhiều người thì để có được một sổ hộ khẩu ở thành phố thì còn phải chạy vậy và tốn nhiều tiền của như là ý kiến của những người được hỏi và quý quý khán giả vừa được xem á, vâng. thì cái chuyện bỏ sổ hộ khẩu là điều mà ai cũng mong muốn ai cũng hưởng ứng hết. vâng cảm ơn chị có vẻ như là cái việc bỏ hộ khẩu này được cái sự đồng thuận của người dân nhưng mà trên vâng. như đang lo là liệu sẽ có những cái ràng buộc khác tiếp nối uh, sau hay không thì chúng ta phải uh, chờ xem như thế nào dạ. vâng cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến cuối phần tin tức thời sự của chúng tôi hôm nay mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào bản tin ngày mai cũng ngay trên kênh youtube của đài á châu tự do tham mặt toàn ba về ngữ chân như xin cầu chúc quý vị có được đầy niềm vui và bình an xin chào và hẹn gặp lại